Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm cái món croquette nha. Đây là cái khoai tây á, khoai tây mình nấu lên, sau đó cái mình sẽ nghiền ra, mình nghiền ra thật là mịn nhé. Sau đó thịt thịt heo bằm á, bạn nào ăn thịt bò thì mình làm thịt bò, còn không thì mình định heo. Cái mình cho khoai tây vào trong cái thau, rồi sau đó mình cho thịt vào, mình nhồi lên, mình cho một ít bột nêm nhồi lên xài, rồi hành hành ba rô á, củ hành mình cắt đường trộn vô, mình bắt đầu mình dò thành cái viên như thế này nè nhé. Đây đó đó, thấy không? Sau đó để vào tủ lạnh 10 phút nha, để vào tủ lạnh 10 15 phút rồi mình lấy ra, và mình sẽ lăn vào trong bột. Đây cái gì bột, bột gì, bột gạo hay là bột bắp gì cũng cũng được nhé, tùy theo các bạn. Sau đó mình lăn qua, mình lăn sơ qua cái một cái lớp bột như thế này nè các bạn. Sau để một lát nữa mình sẽ lăn qua trứng, rồi mình lăn qua cái bột, mình lăn qua trứng rồi lăn qua cái bột bột chiên xù. Đây đó. Mà các bạn nhớ là mình để vào trong tủ lạnh 15 phút nha, để cho nó thấm. Mình mua cái loại bột bịch lớn của Nhật ha. Rồi đây là hai cái quả trứng, mình đặt hai quả trứng nha. Sau đó mình đánh trứng lên. Vừa mình cho vào trong mình lăn lên cái bột trên xù. Cho qua trứng, mình lăn sơ qua cái trứng để khi mình chiên á, là nó sẽ giòn, và khi mình lăn vào cái bột chiên xù thì nó sẽ, cái bột chiên xù nó sẽ bám vào trong. Bạn sau khi mình lăn lăn bột á, lăn bột chiên xù xong rồi nè, như thế này nè thì sau khi lăn rồi á, có người thì người ta để vào trong tủ lạnh, người ta để cũng tầm 5 phút người ta mới chiên, còn mình để khoai tây trước thì bây giờ mình chiên liền cũng vẫn được, nó vẫn giòn nhé. Những cái món khoai tây thịt, món này là món món Nhật kêu bằng croquette, croquette cái món Nhật, người Nhật người ta thích, rất thích ăn cái món này á các bạn. Đây bây giờ mình bỏ để vào trong chảo mình chiên.
bánh nó cũng có bánh gì vậy? Rất đẹp. Từ khi mà mình đắp đầy đấy, cũng lâu lâu đó nó có nó đầy, nó lên dầu của nó đầy á. Không bỏ có hai cái à? Ừ. À, đây là cái món à, xong rồi này các bạn, đây là món colocas. Colocas làm sau khi chiên xong rồi á, món này mình ăn với bắp cải bào ra nhé. Đây là nước sốt của Nhật, giống như là tương đen của Nhật vậy đó các bạn. Bạn nào muốn ăn được tương, cái này thì hoặc không ăn được thì mình để tương tương cà hoặc là tương ớt hoặc là mayonnaise nhé. Thì món này mình ăn với cơm. Mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách, chia sẻ cho các bạn cách làm cái món colocas, tức là khoai tây chiên á, nhồi với thịt chiên á, rất là ngon. Cảm ơn các bạn theo dõi video nha, nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ mình nha. Xin chào.